Rồi, rồi test luôn cái cơ mây 1998 này luôn. Úi trời ơi, anh nhìn đi. Hỏng rồi. Úi trời ạ. Rồi. Đấy đúng là xuống thấp ấy. Trời ơi, ngọt không? Quá ngọt luôn. Như mày bị mấy sẹo em ạ? Nhiều sẹo lắm. Trời ơi, ngọt. Chơi mẹ một mất một con này Thành rồi. Không, đầu nó đầu nó cũng tròn mà, đâu có sao đâu. Đấy là mẹ quả mất một con đấy. Tại sao? Hay là một bên chọc một bên không chọc. Chơi mẹ quả này. Chơi quả này nhìn hay phết đấy. Nó chối rồi, mất một con. Không, đầu mày cũng tròn này, không vấn đề gì. Cái gì làm nhanh thế đúng không? Chưa đâu. Gì nó làm một đường giữa rồi còn đâu. Đường này nó nhiều sẹo quá. Nhiều sẹo mà, quá nhiều sẹo luôn. Càng đưa mới thì đã khác nhỉ. Đi đâu sạch cái đấy. Cái này là mới ở lưỡi đơn đấy, nếu mà đổ cái lưỡi kép vào nó không ngọt nữa. À, sao sao đâu đi. Trời ơi, tóc của tôi. Úi trời ơi. Không được, không sao. Bây giờ cứ lướt đi một đường lướt lại là nó. Cái này nó đỡ hói hơn mình. Đấy, thằng này nó kiểu nó vây một phát nữa là cắt quả đào được. Tao để nguyên cắt quả đào. Mày bảo bao giờ? Nó mày bảo cắt đi. Chưa kịp nói. Thì mày đã cắt mẹ rồi còn đâu nữa. Chứ không để quả cứ 3 phân xong là rúi sau thì ok. Thành đang quay đấy. Anh quay. Có đẹp. Bao tiền? Giá quán nó 25.000 đủ à? Hai sư thầy gặp nhau rồi. Rồi ngon rồi. Rồi chỗ đầu này, chỗ đây trước này trọng ơi. Chỗ trước này có vẻ là chưa được. Rồi ok, ngon rồi. Ngon. Ôi trời. Cái này mà có cái sát cạo sát đây là trắng chân vậy. Đâu mày cho lên nữa. Hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. Chưa. Tắt đi nào. Hết rồi. Lên hết cỡ rồi. Hết cỡ. Rồi ok, quá ngon. Chưa để về còn gội đầu.